diễn biến của hai đội bóng cũng đã chính thức bắt đầu. Bên phía các thủ AC miền Trung nhưng vẫn là cao thủ của Cường Nhạc lên bóng đánh đâu. Đã có lỗi về vị trước đó rồi. Rất đáng tiếc là bị bắt lỗi việt vị. Và đến lượt cao thủ Cường Nhạc, họ cũng đã thể hiện sức mạnh tấn công và cũng đã khiến cho mạnh lưới của cao thủ AC miền Trung chắc nào ghi bàn thắng. Rất nguy hiểm, bóng bật ra, bóng lần này đã chạm vào cột dọc. Một tình huống đá phạt nhanh, cơ hội Quang ơi! Đó là pha triển khai đá phạt nhanh của các cầu thủ bên phía Cường Nhạc FC. Người làm nên chuyện đó là Thành Vũ. Quang Trúc đã có dấu hiệu bị đau. Tuy nhiên thì lại là một tình huống mà anh chưa kịp ra tín hiệu với trọng tài. Các thủ Cường Nhạc phát hiện ra và triển khai đá phạt rất nhanh. Tỷ số là 1-0 cho các thủ Cường Nhạc. Rất nguy hiểm, tuyệt vời cho tình huống xử lý vừa rồi của Đình Thạch. Còn đó là pha làm bàn từ một quả đá phạt của tiền đạo số 9. Tỷ số được cân bằng là 1-1. Rõ ràng là trong bối cảnh khó khăn, cần những sự lên tiếng thì Đình Thạch một lần nữa đổ súng. Và với bàn thắng này thì anh đang vượt lên là cầu thủ chân sút ấn tượng nhất của giải đấu lần này. Minh Thành Lịch cho em Phúc Hoàng Bình. Theo nhiều điều lệ của ban tổ chức thì nếu như điều kiện quá khắc nghiệt thì lúc này mọi thứ đang có phần chậm lại một chút. Bây giờ thì mình có tiếng còi. Thành Vũ, cơ hội cứ vào. Đó là cú đá của cầu thủ Ban Cháo số 26 tiền đạo Thành Vũ. Từ người chiến thắng là thủ thành Văn Tuyến của các thủ AC miền Trung. Pha chạm bóng rất vừa vặn. Nỗ lực vừa rồi của Thành Vũ chỉ mang về một quả đá phạt góc mà thôi. Tiếp nối tại góc và bật nhà, bóng trả lại cho tại góc. Theo là đá bấm là Ngọc Bảo đưa chuyền vào, gôi không vào. Thực tế thì đó là một tình huống dứt điểm mới nhẹ của Hiếu Hiền của các thủ Cường Nhạc đưa bóng thẳng vị trí của Văn Tuyến, nhưng mọi thứ nó giúp cho các thủ FC mình chống tránh được bàn thua. Pha bóng rất nhanh của toàn đi xe qua Thành Vũ, cơ hội của Cường Nhạc FC. Thành Vũ chân trái cứ vào. Lại là Văn Tuyến xuất sắc trong vòng cấm để cứu thua cho các thủ AC miền Trung. Cú đá chân trái của Thành Vũ lựa chọn góc gần. Sau đó sẽ có một quả đá phạt góc cho các thủ Cường Nhạc mà thôi. Thời điểm cuối của trận đấu, các thủ Cường Nhạc họ đang dùng. Nguy hiểm. Tại góc. Đầu chuyền vào, đánh đâu? Gôi, quả trống kia! Khi mà trận đấu vừa bước vào 2 phút bù giờ, các cầu thủ của Cường Nhạc đã vượt lên nâng tỷ số lên 2-1 trước đối thủ. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này, nơi mà các cầu thủ của Cường Nhạc đã thực hiện một đường chuyền căng ngang, đó là tại góc và ở phía trong là toàn đi sao qua. Cầu thủ Ban Chéo số 6 Toàn Đinh Sagua đã nâng tỷ số lên 2-1 cho các thủ Cường Nhạc. Bàn thắng để giúp cho họ hướng đến 3 điểm.
tiến nhỏ. Rất tình của anh. Nhưng lúc này đến trọng tài của đội coi để khép lại trận đấu của các đội Cường Nhạc và FC Miền Trung. Tỷ số chung cuộc là 2-1 cho các đội Cường Nhạc. Cuối cùng thì Cường Nhạc cũng có bàn thắng, cũng có chiến thắng ở trong giải đấu sau 2 lượt trận. Và họ vẫn đang có được thế trận tốt, có được thành tích tốt sau 2 trận đấu. Họ toàn thắng, 1 thắng 1 hòa với 4 điểm. Và với kết quả này thì Cường Nhạc tạm thời vượt lên